Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm Nhà Đất chuyên review bất động sản tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại và xem video của em review bất động sản mỗi ngày. Trong video lần này tiếp tục em sẽ review cho các nhà mình một cái căn khách sạn mà hiện tại là chủ nhà định cư nước ngoài nên họ là có việc thay đổi nên họ không kinh doanh nữa. Thì cái vị trí mà em đang đứng đây á là nằm tại trên cái mặt đây là đường Nguyễn Tri Phương nè, nằm tại tọa lạc cửa ngõ phía nam của thành phố Nha Trang và cũng như là phường Phước Long của thành phố Nha Trang nha. Xung quanh bán kính của chúng ta thì sẽ đi tất cả các tiện ích luôn, như ra tới đây nè, tầm cỡ 50m thôi chúng ta sẽ có quán cà phê Highland nè, cũng như là chợ Bình Tân nè. Đó, đi ngược cánh tay của em lại đây là chúng ta sẽ kết nối ra biển nè, cũng như những khu vui chơi cho gia đình của chúng ta những ngày cuối tuần, không thiếu một cái tiện ích gì luôn. Đó, và ngay bên cạnh của chúng ta đây sẽ có một cái công viên nho nhỏ này cho gia đình của chúng ta khi mà cuối tuần hay là những ngày buổi chiều sáng sớm chúng ta có thể đi bộ ra đây. Chạy xung quanh tập thể dục hay là cũng như là dẫn cái gia đình của chúng ta ra hóng gió biển thôi. Đó, từ vị trí này á, chúng ta sẽ di chuyển ra cái bãi tắm sông bóng thanh niên chỉ tầm là 500m mà thôi, rất là gần luôn. Và hiện tại đây là một cái khách sạn cực kỳ là đẹp luôn. Và hiện tại em chỉ mới xem sơ qua bên ngoài thôi, họ thiết kế rất là cực kỳ tâm đắc nha. Và hiện tại cái khách sạn này 12 tỷ nha. Nếu cô chú chị có tầm tiền này để mua, có thể là vừa kinh doanh, có thể là vừa ở, vừa túi tiền của mình thì có thể là ở lại xem video này, còn không thì có thể là lướt qua xem một căn khách sạn khác hoặc là một cái bất động sản nào khác vừa túi tiền của mình thôi nha. Rồi, và không để làm mất thời gian của cô chú anh chị, bây giờ em sẽ đi vào chi tiết về bên trong khách sạn này của chúng ta, 12 tỷ đồng sẽ được những gì nha. Xin chào. Vâng, cô chú anh chị, hiện tại là em đang đứng trên cái đây là đường Nguyễn Tri Phương nè, bên kia là đường Giả Tượng nè, còn bên đây là đường Hòn Diệu nha cả nhà. Thì cái vị trí bất động sản của chúng ta nó sẽ nằm ở đoạn giữa như thế này. Thì đây là vị trí chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong cái khách sạn của chúng ta. Thì hiện tại con đường như thế này nè, đường rộng tới 4,5m tới 5m thôi. Và ở đây thì anh chị có thể là chạy được chiếc ô tô vào bên trong khách sạn của chúng ta nha. Thì trước tiên mà đi vào bên trong cái khách sạn của chúng ta, em sẽ di chuyển ra cái khu vực xung quanh bên ngoài trước khi mà em review cái bất động sản này. Hiện tại là cái bất động sản này á, họ là chủ yếu là họ bán đi, tại vì họ cái mục đích họ là định cư nước ngoài nên họ sẽ không có nhu cầu kinh doanh nữa. Mà hiện tại cái khách sạn này á, đang có cái tổng phòng luôn á là 21 phòng, trong đó là có 5 phòng đơn, 15 phòng đôi nha cả nhà, 15 phòng đôi, và trong đó là có một cái căn hộ hiện tại đang là cho thuê luôn cả nhà. Đó, anh chị cô chú mà quan tâm về cái bất động sản này có thể là xem hết video này vì biết đâu được em có thể là gieo duyên cho cả nhà mình nha. Nãy là em xin nói nhầm cái thông tin nha, 5 phòng đôi và 15 phòng đơn nha cả nhà, 15 phòng đơn đó. Đây là cái đường Giả Tượng này, chúng ta sẽ di chuyển một vài bước chân thôi, chúng ta sẽ dẫn cái nhà mình đi cũng như là đi quán cà phê Highland này, là một trong những cái nhãn hiệu lớn nhất ở tất cả những nhãn hiệu về cà phê này hay đồ ăn đủ nè cả nhà. Đó, di chuyển ra đây chúng ta sẽ kết nối ra bãi tắm sân bóng thanh niên đó, và bên đây chúng ta sẽ di chuyển xuống ở chợ Bình Tân này cô chú anh chị ạ. Đó, ngay đây chúng ta sẽ có một cái công viên ở đây rất là rộng rãi. Thì căn khách sạn này nó tầm tại tọa lạc khu vực phường Phước Long của thành phố Nha Trang nha. Đó, em xin nhắc lại nha, khách sạn này nằm tại hẻm Nguyễn Tri Phương, cách đường Nguyễn Tri Phương chỉ tầm là 30m thôi, và nằm tại tọa lạc phường Phước Long của thành phố Nha Trang, tọa lạc khu vực phía nam của thành phố Nha Trang nha. Hiện tại là khách sạn này là em đi quay á, em cũng đã khảo sát về cái thông tin rồi, có đầy đủ giấy tờ pháp lý nè, cũng như là giấy phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy nè, rất là đầy đủ luôn. Và hiện tại là kết cấu là 7 tầng và 1 tum nha cả nhà, 7 tầng và 1 tum đó. Và khách sạn này là còn mới hoàn toàn luôn, không có cũ, không có lỗi thời gì hết. Thì hôm nay em sẽ review như thế nào thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình ngay tại đấy đây. Và trong video cuối cùng là tí nữa em sẽ show cho cả nhà mình xem luôn cái pháp lý sổ hồng cho gia đình của chúng ta xem thử là trước khi mình đi xem cái bất động sản này đỡ phải băn khoăn về cái sổ pháp lý như thế nào. Thì nếu nhà mình có ô tô, nếu mà hai chiếc ô tô thì nếu mà trong khách sạn không có không còn chỗ thì chúng ta sẽ đậu ô tô ngoài khu vực này nha. Thì khu vực này hiện tại là em đang thấy là dân cư họ đang để đậu ô tô ngoài đây rất là nhiều đó, anh chị xem nè, không có làm phiền gì hàng xóm nhà của chúng ta anh chị ha. Đó, khu này là cực kỳ dân trí cao rồi. Bây giờ em sẽ dẫn cái nhà mình đi vào bên trong cái khách sạn của chúng ta. Với tầm tiền là 12 tỷ đồng thì mình sẽ được những gì nhá. Ở đây thì gió thổi rất là mát anh chị. Nên quay lúc hơn 2 giờ rồi, thời tiết cực kỳ mát mẻ luôn, nhà cửa đây thì san sát nhau hết rồi. Trong đây thì em thấy có hai cái tòa khách sạn ở đây. Đây là cái khách sạn hôm nay em review cho cả nhà mình nè. Đây, Chip Go
hotel apartment này đó. Từ bên này xe bên này là 5m7 nha cả nhà, sâu là hơn 17m, hướng là hướng đông nam, cực kỳ là mát mẻ luôn. Bên cạnh chúng ta cũng sẽ có một cái căn hộ khách sạn này đó. Rồi bây giờ em sẽ đi vào bên trong khám phá ngôi nhà của chúng ta nhé. Ở trong đây thì cả nhà mình có thể chạy được ô tô vào bên trong đây, mình có thể đậu được 2 chiếc ô tô đó. Không gian dưới này là không gian tầng hầm, khu vực nhà của chúng ta có thể để những cái chiếc xe máy ở không gian phía sau này, cũng như là khu vực sân phơi luôn đó, rất là rộng rãi đó. Đây ngay đây có khu vực sân phơi này, và cái này khách sạn này cũng có thang máy luôn nha cả nhà, có sẵn thang máy cho gia đình của chúng ta, vẫn còn mới luôn đó. Và phòng cháy chữa cháy nè, anh chị xem nè, đây phòng cháy chữa cháy đây, có máy phát nổ khi mà khách sạn bị mất điện nha. Còn đây là cái khu vực cầu thang đi lên trên tầng trên đó, rất là thoáng. Anh chị xem nè, đây là mặt tiền nhà hàng xóm nhà của chúng ta nè đó. Rồi bây giờ em sẽ dẫn cái nhà mình lên tiếp theo, đó là tầng tầng lửng nha. Đây là khu vực tầng lửng cũng như là cái quầy lễ tân nhà của chúng ta đó, rất là đẹp. Cô chú thiết kế cái khách sạn này cực kỳ hiện đại luôn. Và đây là cái thông tin của cái những cái dịch vụ cho thuê phòng này. Phòng đơn là 250, phòng đơn có view là 300.000, kèm cả phòng tình yêu luôn. Phòng đôi là 450.000. Phòng đơn này cho thuê 100.000 một tiếng nè, không có view nè. Đó, đầy đủ nha. Thông tin đầy đủ, căn hộ chip go nè, kính chào nè. Thông tin này khá đầy đủ, và chúng ta là ở đây là lễ tân và chúng ta sẽ quản lý ở đây luôn. Đó. Ngay đây là có một cái phòng, ngay đây là khu vực thang máy, phòng cháy chữa cháy nè, còn này cũng có đầy đủ luôn. Dạ. Yeah. Chú ơi, cho cháu hỏi là bây giờ cháu đi lên trên tầng trên cùng đúng không ạ? Các bạn đang ở trên cùng ấy, mình mà đây mình đi bộ ra lên tầng nào đó mình lên được. Nhưng mà có phòng nào không chú? Tầng 3, cháu lên được 3 phòng liền, mở cửa hết. Tầng 3 đang mở hết luôn á chú. Dạ vâng, thì đây là cái không gian cầu thang mình đi lên trên tầng đây là tầng 3 nha cả nhà. Hôm nay thì em chỉ review được ở tầng 3 thôi. Bây giờ em sẽ đi ra không gian phía sau cùng trước, rồi em sẽ ra phía trước nhà khách sạn của chúng ta cho anh chị cô chú xem ha. Đây là cái không gian phòng ngủ ở phía sau cùng. Thì ở sau đây chúng ta cũng có một cái cửa sổ nè, kéo lùa nè để lấy không khí ánh sáng để vào bên trong cái không gian phòng ngủ này. Thì phòng ngủ này em thấy cũng đầy đủ nội thất. Cái phòng này chắc là gọi phòng tình yêu hay sao á, mà em thấy nó cũng có cái nội thất nó cũng hoành tráng quá đó. Đây là cái không gian khu vực nhà toilet nè, đây là cái phòng ngủ chăn ga gối nệm nè đó. Ở đây thì toàn bộ cái nội thất này trở lại toàn bộ cho gia đình của chúng ta, thì anh chị cô chú chỉ cần xách một cục tiền thôi và chúng ta sẽ đi vào gặp chủ nhà thương lượng giá, rồi chúng ta sẽ đặt cọc và mua cái căn khách sạn này thôi. Vì cái căn khách sạn này bây giờ đã tìm được một căn khách sạn 12 tỷ đồng gần biển, mà gần trường, gần chợ, không thiếu một cái thứ gì hết, mà doanh thu mỗi tháng chỉ có 50 triệu một tháng thôi. Thì đây là một cái căn khách sạn cực kỳ là tuyệt vời luôn đó. Phòng nào là cũng có là toilet nè, đầy đủ, nói chung là nó còn rất là tốt luôn đó. Đây là không gian thang máy nè, em nhìn thấy nó rất là chắc chắn luôn. Ngay đây còn có lối thoát hiểm nè đó, đây là lối thoát hiểm, đây wifi, phòng cháy chữa cháy nè, rất là đầy đủ. Đây là cái hệ thống điện của mỗi tầng nè, thiết bị ở đây toàn là Schneider chống giật thôi, nên anh chị cô chú cứ yên tâm nha, toàn bộ cái nội thất này rất là xịn sò. Đây là phòng ngủ thứ ba của cái tầng 3 nè, và đây là tầng này là tầng 4 nè. Phòng này là phòng cuối cùng nè, nhưng mà mặt trước là mặt tiền nhà của chúng ta nè, anh chị xem nè, rất là đẹp. Phòng này là phòng có view đó. Thì phòng này em thấy là chắc cũng cho thuê 450.000 tới 500.000 một đêm nè đó, cực kỳ là tuyệt vời đó. Đây là cái đường hẻm Nguyễn Tri Phương nha. Trong đây là không gian khu vực nhà vệ sinh này đó, cũng khá là đầy đủ công năng cho gia đình của chúng ta để có thể là mua ở nè, khai thác kinh doanh, dòng tiền mỗi tháng chỉ có 50 triệu thôi, cực kỳ là tuyệt vời. Ở đây là ổ khóa là phải quẹt bằng cái thẻ hết, nó rất là thông minh nha cả nhà, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ bấm luôn cái thang máy di chuyển lên tiếp theo, đó là tầng 8 cho gia đình của chúng ta nha. Đây thang máy này nè, bây giờ em sẽ coi thử cái độ êm ru cái thang máy nó còn tốt hay không, em kiểm tra cho cả nhà mình xem luôn. Cô chú anh chị vẫn còn ở lại xem video, tặng giúp em một nút like và đăng ký kênh bên cạnh video nha, để em có thêm nhiều động lực review bất động sản tại thành phố Nha Trang.
Vâng, đây em đã vào bên trong cái không gian cầu thang rồi. Bây giờ em sẽ bấm cái tổng tám cho cái nhà mình xem. Bây giờ em sẽ im lặng để coi thử thang máy nó có gây tiếng ồn gì không nha. Vâng, bây giờ em đã di chuyển lên trên tầng 8 rồi. Tầng 8 đây là không gian phía trước nhà của chúng ta nè. Anh chị xem ở trên nhà chúng ta đang làm những cái tấm thảm rất là cao nên nó không có bị nóng nha. Thì xung quanh đây chủ nhà có ốp những cái miếng mica như thế này, chắc là cái hộp ghen nước này, hộp ghen nước hay sao đó em không biết. Nhưng mà xung quanh là đóng kính nè, khung kính nè, rất là tốt luôn, rất là trắng trắng. Chắc chắn luôn. Đó, kính nhôm sinh pha. Bên ngay đây thì là toàn là ốp những cái miếng nhựa mica thôi. Đó. Ke thôi. Đó. Ở trên đây thì họ đang phơi đồ thôi, cũng như là những cái bàn ghế để đây. Đó thì ngay đây thì em đi nhanh vậy thôi nha. Đó ngay đây thì chúng ta sẽ có một cái lối thoát hiểm nè, đi xuống ở dưới những cái tầng dưới. Thì mỗi tầng như thế này đều có cái ngay chỗ đây có một cái ô cửa sổ hết để lấy ánh sáng không khí ra vào bên trong ngôi nhà của chúng ta ha. Nói chung thì không gian này thấy cái nó không bị bí nha cả nhà. Ngay đây chúng ta sẽ có cửa sổ luôn. Bên đây là không gian ở khách cái căn hộ hay khách sạn bên cạnh nhà của chúng ta đây. Đó. Nhà đây là không gian phía sau cùng. Phía sau cùng này thì em đang thấy họ đang làm cái khu vực này. Thì nó đang để trống thôi. Mình có thể là mình làm ở khu vực nhà ở của chúng ta. Nghỉ ngơi ở đây, nghỉ dưỡng ở đây. Trên thì nói chung tôn hết, xung quanh bọc tôn hết rồi cả nhà. Nên nói chung thì nó cũng hơi nóng. Mình có thể là lắp quạt hay lắp điều hòa vào nha, cho nó mát mẻ. Người đây là cái vị trí mà lên trên đây là cái trên máy để kiểm tra cái gì đây nè. Đó, cũng như bồn nước thì để trên đó. Đó, em thì cũng đi nhanh vậy thôi. Nói chung thì hệ thống này cũng khá là đầy đủ cho gia đình của chúng ta rồi. Đó. Rồi, thì bây giờ em sẽ show luôn cho cái gia đình của chúng ta xem thử là cái vị trí pháp lý của cái bất động sản này nó sẽ đẹp như thế nào. Đó. Rồi, bây giờ sẽ đi ra đây ngắm cái view này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, bên kia là cái chung cư Remax nè, bên đây chung cư BH nè, đó chung cư BH nè, di chuyển ra tới đây rồi ra tới biển rồi, đó. Rồi bây giờ em sẽ mở luôn cho cả gia đình của chúng ta xem cái cuốn sổ hồng của ngôi nhà của chúng ta nó sẽ như thế nào nha. Vâng, còn đây là cái cuốn sổ hồng pháp lý của ngôi nhà của chúng ta đây ạ. Đây, giờ em sẽ show luôn cho cả gia đình của chúng ta xem nha. Số 32/8 Nguyễn Tri Phương, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Có tổng diện tích là 101m2, phải 1m2 nè. Khu đó ở đô thị luôn, sử dụng riêng. Thời hạn sử dụng là lâu dài nha. Và căn nhà của chúng ta là mỗi diện tích sàn là gần 90m2. Đó, và tổng diện tích sàn là 577,8m2 nha. Đây là cái hình thù lô đất nhà của chúng ta. Con đường hiện trạng là đường 5m và ngang là như thế này là 5m7. Sau là hơn 17 mét một xíu nha. Đó, đầy đủ thông tin, tọa độ góc ranh đầy đủ rồi. Hướng là hướng đông nam, đó. Không thiếu thứ gì luôn. Thì cái căn khách sạn này họ có đầy đủ giấy phép kinh doanh, không thiếu gì hết. Với tầm tiền là 12 tỷ đồng. Giá này vẫn còn thương lượng cho cô chú anh chị thiện chí mua bán nha. Rồi, cô chú anh chị nào quan tâm về cái căn khách sạn hôm nay em review, nếu thấy bổ ích thì có thể để lại giúp em một nút like hoặc đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo để xem video review bất động sản mỗi ngày được phát sóng vào buổi sáng và buổi chiều nha. Rồi, cô chú anh chị thấy hay hay là có những cái điều gì đó hãy để lại một phần bình luận phía dưới giúp em nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.